vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Úc cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Nhanh chóng thu hút một lượng lớn sinh viên Việt Nam và quốc tế trong một thời gian ngắn, nước Úc ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ giáo dục thế giới với các ưu điểm khi du học như là khí hậu tương đồng với Việt Nam và cuộc sống an toàn, thanh bình, nền giáo dục chất lượng cao, bằng cấp được công nhận quốc tế, đầu vào dễ dàng, chỉ xét duyệt hồ sơ, chương trình học tương đồng với Việt Nam, chính sách visa ưu tiên thuận lợi, không cần chứng chỉ IELTS, không cần chứng minh tài chính, chương trình học linh hoạt, có nhiều chương trình thực tập hưởng lương hấp dẫn. Trong quá trình đi học thì được làm thêm và với mức lương rất là cao, sau khi tốt nghiệp thì được ở lại Úc từ 2 đến 4 năm. Có nhiều chính sách ưu đãi cho người phụ thuộc của du học sinh như là vợ, chồng, con hay là bố mẹ. Và một câu hỏi được đặt ra là nếu tốt nghiệp cao đẳng hay là hệ tại chức tại Việt Nam thì có thể chuyển tiếp sang Úc du học được không? Và có quy định độ tuổi khi du học Úc hay không? Với những trường hợp tốt nghiệp đại học cao đẳng theo hệ tại chức hoặc là liên thông thì thường rất băn khoăn khi mà nghĩ đến vấn đề du học. Tuy nhiên thì quan điểm giáo dục mở rộng của Úc tạo điều kiện hết sức cho sinh viên có cơ hội học tập tại đây. Bằng tại chức ở Việt Nam thì tương đương với bằng bán thời gian tại Úc. Giá trị bằng này thì hoàn toàn tương đương với bằng chính quy và được chấp nhận bởi hầu hết các trường ở Úc. Sinh viên có thể lựa chọn học thêm khóa chuyển đổi ngắn hạn trước khi học khóa chính để làm quen với môi trường sinh hoạt ở Úc và tạo cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc hơn. Khóa học này thì vẫn được các trường tại Úc cấp bằng và có giá trị quốc tế. Những sinh viên đang học đại học hoặc là cao đẳng tại Việt Nam muốn học chuyển tiếp sang Úc sẽ được xét bảng điểm và mức độ phù hợp giữa hai chuyên ngành để giảm số môn học. Đây thực sự là một thuận lợi lớn dành cho sinh viên Việt Nam khi có thể rút ngắn được thời gian học. Hơn thế nữa thì trong khi số năm học đại học trong nước là 4 năm, thì ở Úc du học sinh chỉ cần mất 3 năm để hoàn thành bằng cử nhân. Và về vấn đề độ tuổi thì phần lớn các trường ở Úc đều không quy định độ tuổi đi du học trừ một số trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên thì mức tuổi phổ biến được chấp nhận dễ dàng tại các trường ở Úc là đối với bậc trung học phổ thông là dưới 18 tuổi, bậc dự bị là dưới 19 tuổi, học các chương trình khác thì dưới 45 tuổi. Đối với những trường hợp đã nhiều tuổi nhưng vẫn muốn đi học thì sẽ cần phải chứng minh hợp lý với đại sứ quán để tránh trường hợp bị nghi ngờ đi học với mục đích khác. Việc chứng minh giải trình thì cần căn cứ theo hồ sơ cụ thể của học sinh. Và mọi thắc mắc về vấn đề này cũng như là được hướng dẫn thủ tục du học Úc, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Và bạn hãy nhấn subscribe để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về du học Úc. Chào tất cả các bạn. Đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Bùi Thị Tuyết Nhung vừa nhận được visa du học Úc. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Nhung nhé. À, chào Nhung. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Dạ, em tên là Bùi Thị Tuyết Nhung, em sinh năm 1991, em đến từ Đắk Lắk. Và sở thích của em là nghe nhạc, đọc sách và tìm hiểu thông tin trên mạng. Rất quý. Em đến từ Đắk Lắk thì là cái khi mà làm hồ sơ thì em có phải là xuống trực tiếp Tân Đại Dương không? Là dạ có, cái lúc mà em đi làm ở Bình Dương, em làm ở Bình Dương thì em gái của em họ của em á là nó cũng đi du học và đi du học ở Canada. Sau khi mà đã có được tấm visa đi du học Canada thì mới giới thiệu cho em là công ty du học Tân Đại Dương. Thì sau khi mà em tìm hiểu thông tin qua mạng và trang web thì em đã quyết định là mình sẽ gặp đến trung tâm Tân Đại Dương để làm hồ sơ. Vậy là trước đây em gái em cũng đã làm hồ sơ đi Canada cho Tân Đại Dương rồi, là cũng đã đi rồi. Dạ. Vậy cái cảm nhận của Nhung khi mà chị Thúy thông báo là mình có visa du học thì như thế nào ấy? Lúc đó em rất là vui khi mà nghe là em đã đậu visa thì em đã hét lên là ai mẹ ơi con đã đậu rồi. Thì trong nhà thì mẹ rất là vui mà cũng không tin là em đã đậu luôn. Rất là hồi hộp. Em giới thiệu với các bạn là qua Úc thì em đã học cái trường gì và cái ngành gì trên đó? Qua Úc thì em học chương trình quản trị kinh doanh, trường Cherry Tailwind University. Trường này là một trường rất là nổi tiếng và trường thì có rất là nhiều danh tiếng trong cái ngành quản trị kinh doanh. Và trường
nằm trong top trường đứng thứ 12 trong top các trường đại học tại Úc và nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới. Trường này thì thu hút rất là nhiều sinh viên quốc tế và em thấy chương trình đào tạo của trường rất là tốt nên là em quyết định chọn trường này. Nhiều bạn thì chọn như là Singapore hoặc là Mỹ để làm những cái du học. Tại sao thì những người chọn là Úc em? Vì Úc là em có người thân bên đó, với lại là em qua tìm hiểu thì em thấy là khí hậu Úc rất là thích hợp nên là em quyết định chọn Úc. Như lúc nãy là Dung cũng có giới thiệu là em đã đi làm rồi. Dạ, thì không biết là mình đã hoàn tất cái chương trình giảng Việt Nam là đi làm trong cái lĩnh vực gì em ha? Dạ. Sau khi tốt nghiệp thì em học trung cấp điều dưỡng và học sau trung cấp điều dưỡng thì em đã đi làm. Em làm y tế là một công ty nước ngoài và em làm được 2 năm rưỡi. Thì trong cái quá trình mà làm việc thì em cố gắng để làm tốt cái công việc của mình nhưng mà em thấy là vẫn chưa có đáp ứng được cái nhu cầu của mình và cái mong muốn của mình, cái sự mong muốn của mình. Nên là em đã quyết định là theo đuổi cái niềm đam mê của mình là ngành quản trị kinh doanh. Và em thuyết phục ba mẹ cho em đi học mà nhanh gia đình em thì cũng, nói chung là cũng không hẳn là giàu có nhưng mà cũng có điều kiện. Nên là quyết định cho em đi du học. Vậy là lúc đầu là em học về ngành điều dưỡng nhưng mà cảm thấy không thích hợp nên là em chuyển qua quản trị kinh doanh. Thì với tấm bằng mà du học tới Úc về thì cái cơ hội việc làm của em nó cũng phát triển hơn, đúng không? Cho chị hỏi thêm nữa là khi mà làm hồ sơ về Tân Đại Dương thì em cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Em thấy dịch vụ của Tân Đại Dương rất là tốt, các chị rất là nhiệt tình trong cái quá trình mà em làm hồ sơ, chỉ cho em rất là chi tiết về cách làm hồ sơ rồi là thủ tục như thế nào, về thủ tục hành chính rồi là cách là phỏng vấn này, giới thiệu rất là nhiều cho em nên là em thấy rất là cảm ơn các em chị. Cho chị hỏi thêm là cái dự định của Nhung á, sau khi mà học xong tại Úc thì em có cái dự định như thế nào? Sau khi mà học thì em vẫn muốn trở về Việt Nam, tại vì gia đình và người thân của em đều ở Việt Nam nên em cũng muốn là làm ở Việt Nam thì cái cơ hội mà mình gần gia đình nó gần hơn, bạn bè nó gần hơn. Còn ở xa thì mặc dù là có người thân nhưng mà không phải là máu mủ ruột thịt nên là chỉ là anh em họ hàng thôi thì không được như người nhà mình nên là em muốn trở về Việt Nam. Việt Nam thì có gia đình nó vẫn như là thế tốt hơn, đúng không? Chị cảm ơn những chia sẻ của Nhung trong buổi trò chuyện ngày hôm nay và chị chúc em sẽ hoàn thành được ước mơ trong tương lai của mình ha. Em cảm ơn. Chương trình chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Úc như thế nào, điều kiện ra sao thì các bạn hãy liên hệ tới công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam ở địa chỉ quận Nhất, quận 5 hay là Nha Trang. Các bạn hãy tới địa chỉ gần nhất. Và để tham khảo thêm những cái chia sẻ của những bạn đã đạt visa thì các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.